Trên tay mình đang là một sản phẩm mới ra mắt của Sony, đó chính là chiếc Sony ZV-1. Với sự nhỏ gọn và nhiều tính năng hấp dẫn, có thể nói chiếc Sony ZV-1 này đang là một sản phẩm rất là hot thời điểm hiện tại. Bây giờ mình sẽ nói qua một chút về cái thông số của em nó các bạn nhé. Đầu tiên ấy, chiếc Sony ZV-1 nó sử dụng cảm biến CMOS là 1 inch, độ phân giải là 20 megapixel, với ống kính tiêu cự từ 24 đến 70 mm, với khẩu độ f1.8 tới 2.8, giống như những dòng RX100 series khác của nhà Sony. Đó là về tổng quan thiết kế bên ngoài của em nó. Bên cạnh đấy, với màn hình xoay lật cùng bộ mic thu âm định hướng, có thể Sony họ đang hướng tới những người dùng là những vlogger. Rồi, thôi không luyên thuyên nữa, bây giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu thực tế cái những tính năng hay ho của chiếc Sony ZV-1 này các bạn nhé. Rồi, đi thôi nào. Việc đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra cái khả năng thu âm của nó, xem có giống như quảng cáo hay không. Ở chỗ này là bộ mic định hướng của chiếc Sony ZV-1 này, và mình sẽ không gắn chiếc lọc gió này vào, và các bạn hãy cùng mình trải nghiệm thực tế cái khả năng thu âm của nó các bạn nhé. Đây là khả năng thu âm của chiếc Sony ZV-1 này. Rồi các bạn ơi, ở đây thì nó đang rất là gió, các bạn nghe tiếng âm thanh thế nào. Mình không lắp mic lọc bình thường, mình quay và đang cầm tay. Rồi bây giờ thì tiếp theo đến mình sẽ gắn chiếc lọc gió của nó vào, và mình sẽ kiểm tra lại cái âm thanh của nó xem nó có được như mong đợi hay không. Còn đây chính là chiếc lọc gió mà khi Sony họ bán ra ấy, họ có tặng kèm luôn cho mình ở trong hộp các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây và mình sẽ thử lại. Các bạn thấy sao? Thấy âm thanh khi mình đã lắp cái lọc gió vào thì các bạn thấy thế nào? Đấy, nó có khác gì với lúc mình không lắp lọc gió hay không? Đó, các bạn hãy cùng để lại bình luận ở bên dưới nhé. Mình sẽ thử luôn cái khả năng chống rung của nó các bạn nhé. Các bạn thấy đây là khả năng chống rung của nó. Mình đã bật cái tính năng chống rung lên và mình di chuyển như thế này. Để các bạn thấy khả năng chống rung của nó như thế nào ạ. Rồi, các bạn thấy chống rung được. Cái này mình có di chuyển ở trên những cái này và mình chỉ cầm tay thôi. Rất tiếc thì Sony họ khi mình bật chống rung lên ấy, thì nó có bị crop mất một tí khung hình. Đấy, các bạn thấy mình di chuyển và mình qua lại những tấm này thì chống rung như thế này đã đủ hay chưa? Các bạn có cần phải cầm đến gimbal hay không? Đấy, đây là những tính năng mà Sony họ đã giới thiệu đến chúng ta trong cái buổi ra mắt của họ. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm thực tế để các bạn cùng xem luôn cái khả năng chống rung của nó có được bá đạo như họ quảng cáo hay không. Như thế này thì có đủ để cho những bạn tự quay vlog một mình cầm đi và cứ thế giơ lên và quay được không? Bây giờ mình sẽ lại chuyển qua những cái tính năng khác của nó. Bây giờ mình sẽ cùng chuyển qua cái khả năng xóa phông với một nút bấm của chiếc Sony ZV-1. Đây là chiếc nút bấm để chuyển từ xóa phông, hoặc là các bạn không muốn xóa phông nữa, với một nút bấm này, kể cả khi các bạn đang quay phim. Rồi, mình sẽ cùng thử luôn. Rồi, đây các bạn ạ, đây sẽ là cái khả năng xóa phông của nó khi mình đã bật cái nút xóa phông, hay còn gọi là focus ấy.
Các bạn thấy cái chất lượng của nó như thế nào? Có đáp ứng đủ nhu cầu hay không? Và khi mình tắt xóa phông thì nó sẽ như thế này các bạn nhé. Đấy, mình ấn một nút bấm vào đây thì các bạn thấy đây, mình sẽ đã tắt xóa phông. Tuyệt vời đúng không? Khi chiếc máy quay này mình bật mình quay phim thì các bạn thấy chất lượng hình ảnh của nó như thế nào ạ? Mình thấy cực kỳ là đẹp luôn. Da mình ở ngoài thì nó muộn nọ muộn kia nó rỗ, nhưng mà khi lên hình này thì các bạn thấy chất lượng hình ảnh của nó nào. Mình thấy da của mình ở đây cực kỳ là đẹp luôn, kể cả mình có bật xóa phông hay không thì nó đều như thế cả. Mình bật xóa phông xong thì mình thấy da mình nó càng đẹp hơn hay sao. Cái này cực kỳ nịnh mắt luôn, đỡ phải chỉnh sửa hậu kỳ nhiều. Các bạn thấy có đúng không? Nếu các bạn thấy đúng thì hãy cùng để lại bình luận ở bên dưới luôn nhé. Còn đây là khả năng check-in của nó. Các bạn nhìn không? Đúng không? Mình quay đi đến đâu thì cái này nó sẽ lấy nét vào khuôn mặt của mình liên tục. Cái này mình quay sẽ không sợ bị ao nét các bạn nhé. Với một điều tuyệt vời nữa thì chiếc Sony ZV-1 này nó có cái khả năng live stream cho các bạn kinh doanh online hoặc các bạn bán những cái sản phẩm gì đấy, các bạn cần độ nét nhanh thì các bạn có thể dùng chiếc Sony ZV-1 này. Các bạn xem cái độ bắt nét của nó siêu tốc đến mức độ nào nhá. Ở đây, giơ lên, ăn nét đúng không? Giơ lên, ăn nét ngay. Giơ lên, là nét đúng không? Cái này cực kỳ tuyệt vời. Cái này có thể nói nó chiếc máy ảnh này sinh ra để cho các chị em bán kem trộn cũng được. Những sản phẩm mỹ phẩm thì các bạn dơ lên này, ra tin thương hiệu của các bạn luôn. Đúng không? Dơ lên. Đấy. Kể cả các bạn có ấn chế độ focus thì nó vẫn bắt rất nhanh luôn. Đây là tại mình chưa ấn focus. Đấy. Bây giờ mình sẽ ấn focus cho các bạn xem nhé. Rồi, focus đây. Rồi các bạn nhìn này, dơ lên. Là nét đúng không? Dơ lên. Nét luôn. Dơ lên, nét luôn. Nói chung như thế này thì nó đã đủ để cho các bạn sử dụng chưa? Còn với chiếc màn hình lật như thế này các bạn nghĩ sao ạ? Mình thấy nó rất là tiện lợi để cho những bạn chuyên làm video để úp lên Facebook, TikTok hoặc là những trang Instagram cần cái tỷ lệ khung hình dọc như thế này. Nó hỗ trợ tối đa cho các bạn, hoặc là khi các bạn live stream ấy thì mình sẽ không cần phải dùng đến điện thoại nữa. Các bạn nghĩ thử xem, nếu các bạn live stream mà sử dụng một chiếc máy ảnh compact như thế này với ống kính lớn hơn và độ sắc nét hơn thì các bạn nghĩ chất lượng của nó như thế nào? Qua tất cả những gì mình đã trải nghiệm thì mình thấy những cái điểm tích cực ở trên chiếc Sony ZV-1 này, những cái điều họ làm như thế mình thấy rất là tốt và mình thích điều đấy. Nhưng bên cạnh những điểm mình khen thì còn những điểm mình không thích. Rất là tiếc bên Sony họ đã bỏ đi những cái phím chức năng ở phía trên để mình có thể chuyển giữa các mode để quay video, và kính để mình ngắm họ cũng đã bỏ đi. Bên cạnh đấy đèn flash LED mini tích hợp ở trên những dòng như RX100 series thì ở trên chiếc Sony ZV-1 này nó cũng không được tích hợp. Đó là những điểm mình thấy rất là tiếc. Với một điều nữa là pin ở trên dòng này mình thấy nó không được khỏe lắm. Nhưng bù đi bù lại thì nó trong tầm giá đấy thì mình không thể đòi hỏi thêm được nhiều hơn. Nói chung được cái nọ thì mình phải mất cái kia thôi. Nên là đánh đổi lại với một chiếc máy ảnh compact nhỏ gọn thì bên pin nó cũng sẽ bé đi. Và giá thành rẻ xuống thì tất nhiên những cái chức năng khác của nó thì cũng phải lược bỏ bớt để phù hợp với cái mức giá của chiếc Sony ZV-1 này. Rồi các bạn thấy sao về chất lượng của chiếc máy ảnh Sony ZV-1 vừa mới được ra mắt của Sony này như thế nào? Các bạn hãy cùng để lại bình luận ở bên dưới nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để theo dõi hết video. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng tiếc cho mình xin một like, một chia sẻ và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chạy chạy.